vô được luôn á. Lâu lâu mình cũng phải thể hiện tài năng mình nữa chứ. Cho bé đi chơi. Có luyện tài năng không? Chạy thì chúng đâu mình thử coi. Dạ một đỏ 30, một trái một phần quà luôn. Nè cho một đỏ nè anh. Dạ rồi đây. Ném nào? Muốn ném nào cũng được phải không? Dạ đúng, muốn ném nào cũng được, nhưng mà ý là nếu là ném ở đây thì nhẹ nhẹ xíu nha, cho bé nó ném nhẹ thôi. Để ném quá lực mình nó nhẹ thôi. Trời ơi. Hai cho khỏi nhanh nhau. Chạy từ từ để thôi vậy nha, nha. Rồi đây. Ủa, còn 20 ngàn có được gỗ nữa không anh? Dạ 20 ngàn một gỗ nữa được. Nè, chị tại vì mình mua hai gỗ liên tiếp thì được ạ. À. Dạ rồi đây, một gỗ nữa. Rồi, cố gắng một cái nữa. Tôi không thể đi chú dạ, ơi. Có bóng cho bé Hải đi anh. Hải đi. Lập cho anh nghe đi, thôi nó giỏi. Có bóng cho bé đâu. Đâu. Trời ơi giỏi quá con ơi, chết quá rồi. Trời ơi không cho con. Chút một cái cào. À cho cái gõ là có hình mới được. Này kẹo ấy không hả? Nhưng mà cái này còn dễ hơn cái xô kia nó. Có cái hình cũng dễ. Gái coi cái rồi. Ê cái này được nè, cô gái chơi không? Tiêu. Chơi. Chơi không? Đang đưa tiền hai mua đó. Nè không không? Bảy, để cho chú đó ra mà canh cho chú đó chứ. Hình như bao nhiêu? Rồi đi cái khác đi, chơi khác đi. 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 Đi
bự chứ khi tiêu đâu giảm giá được.